Selena Gomez khóc cạn nước mắt trong teaser phim tài liệu về cuộc đời mình. Những giây phút yếu lòng của Selena Gomez đều được ghi lại nhằm giúp nữ ca sĩ kể lại câu chuyện bước ngoặt của cuộc đời. Ngày 20 tháng 9, teaser đầu tiên của bộ phim tài liệu về hành trình cuộc đời đã được Selena Gomez hé lộ. Bộ phim được mang tên Mi Mai và Me mang tới cho khán giả một cái nhìn sâu hơn về 6 năm khó khăn nhất cuộc đời của cựu ngôi sao Disney này. Trong đoạn teaser này, những người hâm mộ vô cùng đau lòng khi nhìn thấy nữ ca sĩ diễn viên liên tục rơi lệ. Trong một vài cảnh ngắn ngủi, khán giả cũng có thể thấy nụ cười của cô. Tuy nhiên ngay sau đó, Selena lại gục ngã và khóc cạn nước mắt. Có vẻ trong 6 năm qua, giọng ca lưu yêu tu lớp mi đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trước khi có thể đến được với thành công và sự bình yên như ngày hôm nay. Sau khi đoạn ti dơ được đăng tải, Selena cũng đã chia sẻ cảm nghĩ của mình trên trang cá nhân. Tâm trí của tôi và tôi Đôi khi chúng tôi chẳng hòa hợp chút nào và có những lúc tôi thậm chí còn cảm thấy khó khăn với việc phải thở, nhưng tôi sẽ không bao giờ thay đổi cuộc đời mình, giọng ca sĩ năm 1992 chia sẻ. Theo như thông cáo trước đó, bộ phim sẽ cho thấy một hình ảnh rất khác của Selena Gomez trong hành trình 6 năm trở lại với ánh hào quang mới. Trong 6 năm, nữ ca sĩ đã vấp phải một ngã rẽ bất ngờ kéo cô vào trong bóng tối. Bộ phim tài liệu cho thấy sự gần gũi, sự tổn thương của Selena và cách nữ ca sĩ tìm lại chính mình với một phiên bản tốt hơn. Bộ phim tài liệu về Selena Gomez sẽ được đạo diễn bởi Alex Kishishun. ông cũng là đạo diễn nổi tiếng từng đạo diễn phim tài liệu âm nhạc của Madonna vào năm 1991 mang tên Truth or Mi Mai và Me sẽ chính thức ra mắt khán giả vào ngày 4 tháng 11 tới, theo People